Chào anh em đang xem miền Tây Solar ha. Bữa nay là trưa nắng ngày thứ ba, ngày 5 tháng 3 2024 anh em. Chúc anh em có những cái ngày làm việc thật là vui. Thì sáng nay mình nhận rất là nhiều đơn của anh em. Mình cũng hiểu lý do tại sao lúc này anh em lại liên hệ với mình mua những cái hệ thống như thế này. Thì em đang test cái hệ thống này, em gửi cho mấy ông anh tối nay đóng gói ha. Và sáng mai mình đi gửi bưu điện. Thì hai tấm pin 200W áp cao. Đó, 200W áp cao 9BB của nhà Earth Solar. Giá cả hồi nãy em tưới thanh long anh em. Tưới thanh long xịt ướt nhẹp luôn. Thì 200W áp cao 9BB của nhà Earth Solar, giá là 1 triệu tư 50 một tấm bao ship. Một cặp này là 2 triệu 9 bao ship nha. Đây là hàng này anh em, hàng này nè. Đó, những tấm pin ở đây nè. Đó. Thì giá là 1 triệu tư 50 một tấm bao ship. Em dính để đây nó hơi bị dính bụi ha. Mấy tấm này là nhìn nó đẹp hơn. Đó, đây. Mới tinh. Tại vì mới lấy những tấm bên ngoài ra thì lòi tấm trong ra thì nó không có bụi, còn mấy tấm ngoài nó dính bụi nè. Cái mặt kính cường lực ở phía trước nó rất là có nhu cầu dính bụi nha. Nó hơi rít rít, nó dính bụi dữ lắm. Thì khi mà anh em lắp trên mái nhà lâu lâu khoảng tháng 2 tháng, người ta lên là lấy cái chổi lau nhà hoặc là lấy máy xịt rửa xe, người ta xịt cho nó bay bụi đi để cho nó có cái hiệu suất thật là cao nha. Thì hai tấm này là 2 triệu 9 bao ship nè. Hai tấm 200W áp cao em đang lắp song song. Lắp song song nha. Đưa vào con sạc Sure. Thì như mọi người biết đó là cái tấm đó là nó vô mạch đó, thì ở nó hở mạch thì có thể là 40 mấy volt. Nhưng mà nó vô mạch đó, thì nó tầm khoảng gần 40 volt ha, nó vô mạch thì chắc gần 40 volt. Người ta gọi nó là áp cao. Và hai tấm nó lắp song song thì nó ra chắc cũng gần gần 40V vô mạch. Đưa vô con này. Chạy 24 nha. Con Sure này giá chỉ có là 200 ngàn thôi. Chạy 24 sạc cho hai cái bình này. Thì hai cái bình này là hai cái bình đã hư rồi. Nó không còn cầm điện nữa nè. Nãy mình thử rồi. Hai ắc quy mà đo có 17V. Đó, nhưng mà gắn vào vẫn chạy bình thường nha. Vẫn chạy bình thường. Đó, con sạc nó vẫn sạc bình thường. Tuy là sạc không có đầy bình thôi, tại vì bình hư làm sao sạc được. Nhưng mà gắn vào vẫn xài được. Nhưng mà không có hai cái bình là nó không chạy nha anh em, không có hai bình nó không chạy. Đó thì con sạc này đang nhận 40V từ hai tấm pin mắc song song. Đưa vô hệ bình 24. Và hệ bình này cung cấp cho cái con kích 1600 hệ 24. Thì con này mình mới đăng bán cho anh em cách đây 2 3 ngày đó. Nếu mọi người mua mà không bảo hành thì em bán cho mọi người với giá là 800 ngàn em bao ship. Còn bảo hành 3 tháng thì giá là 900 ngàn bao ship. Hàng 1600W, xin chuẩn nha, sóng xin chuẩn. Hệ 24V và hệ 12V đồng giá. Xin chuẩn nha anh em, chứ không phải hàng vớ vẩn nha. Nhiều bạn so sánh những cái xin chuẩn này với những cái xin vuông. Rất là đáng tiếc. Nói chung là đừng có so sánh vậy. Xin chuẩn là nó xịn sò hơn cái xin vuông rất là nhiều. Cho nên anh em đừng so sánh vậy, nó rất là khập khiễng nha. 1600 ha, hệ 24 xin chuẩn, không bảo hành là 800 ngàn bao ship, thùng bộn đầy đủ ha, có tặng một cặp mà kẹp cá sấu này, trong đây này, kẹp cá sấu này nè, kẹp mới ha, còn cái kẹp này mình kẹp là lấy kẹp cũ kẹp thôi, còn tặng là tặng kẹp mới, kích 1600 hệ 24. Thì hồi nãy có chú kia nhận con kích này của mình về gắn lên thì chú nói là chạy một chút sau mà rờ nó bị nóng, thì hiển nhiên rồi mọi người, cái lớp vỏ này nè là cái vỏ tản nhiệt. Đó, con phét nó được gắn dính với cái vỏ này, có nghĩa là bao nhiêu nhiệt của con phét đó, nó đều chạy ra cái vỏ này, thì hiển nhiên là nó tản nhiệt cho nên là nó phải nóng thôi, chứ nó không nóng rồi con phét đâu có tản được nhiệt, phải không? Rồi đầu ra thì mình có gắn một cái này, một cái thứ đại diện cho mùa hè. Bây giờ vô mùa hè rồi mọi người, không biết ở miền Bắc miền Trung như thế nào, nhưng mà miền Nam bây giờ đang ở không khí nóng gió nồm, nóng nồm mà anh em, có nghĩa là không có gió mà nó không có gió mà nó rất là nóng và nó rất là khó chịu. Nói chung là rất khó chịu. Trời này mà nằm ngủ trưa hay là nằm nghỉ mà không có cái quạt hơi nước hoặc là quạt gió. Ít nhất anh em có quạt gió, cao cấp hơn thì quạt hơi nước. Chứ còn mà nằm không, còn cao cấp hơn nữa thì máy lạnh. Chứ còn nằm không là không bao giờ nằm được nha anh em. Bảo đảm với anh em luôn. Không bao giờ nằm nổi. Đó thì bởi vậy cái mùa này những cái người bán năng lượng như bên em á là bán hàng về ngon lắm. Đó, em nói thẳng là bán hàng ngon luôn, tại vì anh em rất là cần thiết xài những điện ha, xài điện, xài năng lượng vào trời nóng, mùa này phải có quạt đồ,
phải có cái máy phun sương đồ ha. Đó thì cái hệ thống bên đây là em đang chạy con Mạnh Quân 60A này. Thì cái con ngày hôm qua nó khác con này nha. Ngày hôm qua một ngày em đem vài con ra em cho nó chạy như vậy, vừa chạy cái bơm chìm mà vừa test con sạc Mạnh Quân luôn. Đó thì em chạy 6 tấm pin 100W vô con này. Đó, em sạc cho hệ bình 12. Đó và em kẹp bơm chìm và em phun. Xung quanh nhà em là em phun nó mát ha. Ở trời vô mùa hè rồi. Có những hệ thống phun như thế này nó rất là mát. Anh em thấy cái bét không? Cái bét đó nó phun ra một cái diện tích rất là rộng nha anh em. Khoảng 10 mét vuông luôn á. Đó, nó phun nó đi xa rất là rộng. Chúng ta làm cái cây nó càng cao lên thì nó phun càng rộng ở cái bét đấy không? Đấy. Rồi, em dời, em làm có thể dời tới dời lui. Muốn phun ở đâu mát thì phun. Phun tùm lum tùm la luôn. À, cho nó mát mẻ chịu không nổi mọi người. Trời quá quá sức không chịu nổi. Đó thì đây là hệ thống bơm chìm của em nè. Bơm chìm mà bữa giờ mấy ngày trước em giới thiệu cho mọi người đó. Hôm nay em cho nó chạy suốt ngày luôn. Ban ngày có nắng là em cho nó chạy. Dù là bây giờ trời không có nắng đâu. Mọi người thấy không? Trời đâu có nắng đâu. Nhưng mà pin mặt trời của chúng ta vẫn có điện bình thường nha. 200W này vẫn cung cấp dư cho cái quạt này. À, rất là dư cho cái quạt này luôn. Còn cái 6 800W kia thì hiển nhiên là dư cho cái bơm chìm luôn. Ở mình lắp pin hơi dư dư vậy đó. Mình xài thoải mái lắm, nắng thì xài quá dư. Còn trời mát á, là xài là đủ ha, hoặc là dư miếng. Đó nó an tâm dữ lắm, nó không có sợ bị yếu. Đó. Như hai cái bình này đã hư rồi nè. Mà bây giờ là hai tấm pin 200W đó em đưa vào xài nó vẫn rất là dư, con sạc này vẫn hoạt động rất là ổn định, là điều độ nè. Cực kỳ là ổn định, thấy không? Đó, anh em thấy cái màn hình của nó nè. Đó, nó hơi chá sáng hơi khó thấy ha. Đấy. Thì hy vọng là những cái hệ như thế này sẽ truyền được nguồn cảm hứng cho anh em mua về ráp ha. Đặc biệt là anh em ở ghe, ở tàu không có điện lưới, ở xà lan, ở mấy cái chỗ mà nuôi tôm, mấy cái chòi canh giữa vườn, hay là mấy cái người đi thả vịt chạy đồng rồi này kia đó, thì nó thực sự là rất cần thiết những hệ thế này. Đó, tấm pin 200W giá 1,4 triệu mỗi tấm. Thì cái hệ này anh em xài một tấm cũng được nữa, chứ không nhất thiết phải hai tấm nha. Nhưng mà mình để một cặp pin cho nó đẹp. Đó, một cặp pin chiều dài 1,45 m, chiều ngang là 6 tấc 8. Đó, song song vào con sua. Vậy thì em cộng tiền cho mọi người nha. 2 triệu 9 nè. 2 triệu 9 cộng tiền bao ship rồi đó nha. Với 200 ngàn này là 3 triệu mốt. 3 triệu mốt với thằng này 900 bảo hành nữa là 4 triệu. Nếu mà anh em lấy không bảo hành là còn 3 triệu 9. Ha, 3 triệu 9 thì lấy thêm cặp MC4 đôi nữa nha. Lấy cặp MC4 đôi để kết nối hai tấm pin đối với nhau. 70 ngàn, về đâu đó cũng 4 triệu ha. 4 triệu. Rồi về mọi người lắp thêm hai cái bình nhỏ nhỏ như vậy. Là chúng ta có thể xài ban ngày, ok. Còn muốn xài ban đêm, ok á, thì chúng ta trang cái bị cái bình bự lên để trữ lại đang xài ban đêm nha. Con sạc này nó sẽ sạc để chúng ta có điện xài ban đêm. Đấy. Thì em sẽ kết thúc video ở đây. Thì anh em nào cần làm hệ độc lập như em đang ráp để trên bàn thì hãy liên hệ. Còn lớn hơn nữa có thể dùng sạc Mạnh Quân 60A, 45A như bên đây. Là chúng ta có thể làm một cái hệ lớn hơn. Hệ lớn hơn nha anh em. Đó thì tùy vào cái sở thích và cái khả năng của mọi người. Muốn làm như thế nào thì hãy liên hệ 0948 932 417 nha. Em xin chào anh em nhé. Hẹn gặp mọi người ở những cái video, những cái hệ tiếp theo.